Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu nhỏ gọn trang trí phòng khách. Mô tả mẫu tủ rượu nhỏ gọn. Phong cách châu Âu hiện đại, kết hợp cánh kính đi đầu xu hướng. Điểm nhấn thiết kế ông hình của chám để rượu vang. Kiểu dáng sang trọng, được cách tân rất bắt mắt. Màu nâu mang cảm giác sang trọng, đẳng cấp và thể hiện cá tính mạnh mẽ. Thiết kế chân tủ chắc chắn, dáng chân cao đậm tính trang trí. Kết hợp cửa kính giúp bảo quản tốt, tránh những tác động của môi trường. Phù hợp bài trí trong mọi không gian từ căn hộ chung cư đến biệt thự, nhà phố. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.